Ngày 27 tháng 12, Hội đồng Nhân dân xã Tân Phúc tổ chức kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện bầu tại xã. Tham dự về phía xã có lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể xã, bí thư chi bộ các thôn bản. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, báo cáo của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện về kết quả kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác. Theo báo cáo, năm 2023, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã Tân Phúc cơ bản ổn định và đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật trong năm, xã đã tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện có hiệu quả các mô hình hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Trong đó, tổng diện tích gieo cấy cả năm là 515,45 ha, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 51,2 tạ trên 1 ha. Tổng sản lượng đạt hơn 1.788 tấn. Tổ chức vận động hướng dẫn người dân trồng cây ăn quả tập trung và cải tạo vườn tạp theo kế hoạch, trồng cây ăn quả, xoài keo, chanh leo đối với đề án trồng cây ăn quả tập trung. Tổng đàn gia súc gia cầm của xã được duy trì, diện tích rừng sản xuất ước đạt khoảng 2.479,7 ha, chiếm 86% diện tích đất lâm nghiệp. Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh là 631,7 ha, diện tích rừng được chăm sóc là 470 ha, phục trắng rừng luồng 10 ha, trồng lại rừng sau khai thác 50 ha. Ở các hộ dân đã khai thác năm 2023. Năm 2023, xã Tân Phúc triển khai thực hiện 7 công trình dự án, đến nay đã hoàn thành kế hoạch và giải ngân đạt 100% vốn, tỷ lệ hộ nghèo còn 12,17%. Các hoạt động văn hóa văn nghệ được duy trì thường xuyên, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phát triển sâu rộng. Trong năm đã tổ chức thành công Ngày hội văn hóa xã Tân Phúc với công tác xây dựng nông thôn mới, tổ chức thành công giải bóng đá mini, bóng chuyền hơi nữ hè năm 2023. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt được kết quả nổi bật. Qua rà soát từ đầu năm, xã mới đạt 7 trên 19 tiêu chí, đến nay đã đạt 14 trên 19 tiêu chí. Toàn xã đã được đầu tư làm mới 8,77 km đường bê tông nông thôn và nội đồng. Công tác an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng địa phương được tăng cường, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo. Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Tân Phúc đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt công tác giám sát theo chương trình giám sát năm 2023, chuẩn bị nội dung chương trình các kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, đảm bảo đúng thời gian, quy định, chất lượng, hệ thống văn bản qua các kỳ họp được nâng lên. Hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân xã có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong năm 2023. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên các mặt công tác. Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn. Các nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề mà cử tri quan tâm. Các ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tiếp thu và giải trình tại kỳ họp. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân xã Tân Phúc khóa 20 đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. 100% các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.